Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đã khiến muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mãi đây được bao nhiêu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có sông lê thắm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết rô ca, cha là núi đứng lại và nhớ dõi theo con với cả khối tình đồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mãi đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có sông lệ thắm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có sông lệ thắm xuống hồn con. Xin ra biệt cha lần cuối cùng. Cha ơi, thôi mất rồi hình bóng cha yêu. Biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất rồi, con mất thật rồi người cha yêu.
con tim Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin Cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Cha ơi, xin dạ biệt Cha lần cuối cùng. Cha ơi, tôi mất rồi hình bóng Cha yêu. Biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất thật rồi, con mất rồi người Cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin Cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Cha ơi, xin xa biệt Cha lần cuối cùng. Lần cuối cùng. Cha ơi, thôi mất rồi hình bóng Cha yêu. Cha ơi, biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất rồi, con mất thật rồi người Cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin Cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin Cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Lạy Thiên Chúa, lạy Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và sống lại. Nhờ mầu nhiệm này, xin chúc phước cho tôi thứ Chúa là ông Giuse được an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan đổi dậy. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô cho chúng con. Amen. Chúng con lắng nghe lời Chúa và để cho ánh sáng lời Chúa soi sáng tâm trí chúng ta trước sự ra đi của ông Giuse. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Người sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt,
và loại bỏ nỗi tủi khổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất. Vì Chúa đã phán như vậy: vào ngày ấy người ta sẽ nói, này đây là Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa, đấng chúng ta trong đời, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Khi ấy ông Giuse người Arimathea xin ông Phi-la-tô cho hạ thi hài Đức Giê-xu xuống. Ông Giuse này là môn đệ theo Đức Giê-xu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy ông Giuse đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-xu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với cẩm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-xu, lấy băng vải, tẩm thuốc thơm và cuộn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah loan báo về một bữa tiệc cánh chung để mừng chiến thắng và cuộc đăng quang của Thiên Chúa. Đây là bản tiệc tràn đầy niềm vui, mọi tham đang được cất đi và những giọt lệ được lau sạch. Đức Kitô con ơi, Chúa đã đến và cái chết, sự phục sinh của người mở ra thời cảnh chung và mời gọi mọi người dự tiệc với con chim. Nhờ lời và thánh thể mà Đức Kitô ban tặng, chúng ta được kết hợp với Ngài, được sống bằng sự sống thần linh của Ngài để được Chúa bảo đảm. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Vì vậy giây phút này đứng trước cái chết của Giuse, lòng chúng ta không khỏi bồi hồi và thao thức. Chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên thập giá nơi Đức Kitô Chúa chúng ta đã chấp nhận cái chết để đổi chiến thắng tội lỗi và hủy diệt sự chết. Trên thập giá, Người đã giúp chúng ta xác tín về một tình yêu vô biên của Thiên Chúa, đấng đã yêu thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Với niềm tin này, chúng ta thắp lên niềm hy vọng giữa những đau đớn khổ thức, vì tin rằng cái chết không thể tiêu diệt người thân của chúng ta, như là mở ra cánh cửa đời đời để dẫn đường Giuse của chúng ta trở từ cho bụi, được chắc chắn sẽ được trỗi dậy và được tham dự của bảo tiệc muôn đời trên thiên quốc. Thân xác đã chết của Đức Giê-xu cũng được tẩm thềm và an táng trong mộ, nhưng đã trỗi dậy và mang đến cho toàn thể nhân loại niềm hy vọng lớn lao. Khi chúng ta thực hiện việc tẩm liệm ông Giuse đây, chúng ta nhớ lại lời Chúa dạy: Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại, chính người cũng sẽ dùng quyền năng của mình và làm cho chúng ta sống lại. Với tâm hồn đầy tràn niềm tin và hy vọng, chúng ta xin Chúa tha thứ lỗi tội trong Giuse và sớm đón đưa ông vào hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng ta tin vào niềm tin và Đức Kitô phục sinh, chiến thắng tử thần, đem lại sự sống. Với niềm tin ấy, chúng ta dâng Chúa những ước nguyện. Chúng ta cầu xin Chúa cho linh hồn Giuse vừa lìa cõi thế,
được hưởng hạnh phúc vinh quang của những người luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin cho thân nhân và bạn hữu của linh hồn Du Xe. Xin Chúa biến đổi đau thương thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang sum họp nơi đây để cầu nguyện cho linh hồn Giuse được khích lệ thi hành ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày, để mai sau cũng được hưởng niềm vui nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, nghĩ Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, đừng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho ngôi tớ Chúa là ông Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời ngày về với Chúa, được Chúa thương cho vào trốn nghỉ ngơi về ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vượt qua cửa chết cách an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh thế ánh sáng mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và mưu dễ người. Lạy Chúa xin xóa bỏ mọi vết nhơ tội lỗi tôi tớ Chúa là ông Giuse, và đến ngày trọng đại được phục sinh ân hưởng, xin đoái thương cho ông được cùng với các thánh và những người Chúa chọn. Xin tha thứ mọi lỗi lầm cho ông Giuse, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc hằng sống của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta thương nhớ người vừa về thế, chúng ta muốn đội lên đầu chiếc khăn tang để tỏ lòng thương nhớ và biết ơn. Tuy nhiên, tiên tri Isaiah báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chính người sẽ cho người thân của chúng ta được hân hoan vui mừng cho ơn cứu độ của Ngài. Và chúng ta xin Chúa chúc lành cho những tang phục này, để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta sớm đạt tới ngày hạnh phúc quê trời. Lạy Chúa là Cha chi ân, Chúa luôn luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai sầu thương khóc lóc. Xin Chúa chúc lành cho những tang phục này, để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân họ vừa qua đời, để họ biết can đảm tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết muộn theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô cho chúng ta. Amen. Thánh Phaolô nhắc chúng ta biết chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác. Vì thế Hội Thánh mời gọi chúng ta phải kính cẩn chôn tánh theo phong tục địa phương, hoàn cảnh, theo thời đại. Mà một trong những cách thức nhằm bày tỏ cung kính đối với người đã qua đời là sắm cho họ chiếc áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà tạm giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Chúng ta khẩn khoản xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người được trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi đỡ Chúa là ông Giuse được nghỉ yên trong đó, chờ Chúa cho sống lại
và hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Riêng với quý chức những người đang được cùng cộng tác với chính trong công tác cộng đồng, xin được chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình không còn trường chính, và chúng ta hiểu ý được tiếp tục cầu nguyện cho du xe cũng trong thời gian mà chúng ta đã biết chúng ta phải tránh tập trung, và chính trong cái khu cảnh này giáo xứ cũng thể có tổ chức những đường kinh chung hoặc là các giới đến để kinh viếng đông được. Xin gia đình cũng tất cả và những giờ kinh nguyện của giáo xứ sẽ có những đại diện của các giới sẽ đến để chia sẻ, và xin được nói trước như thế để chúng ta cùng thông cảm cũng như chúng ta chia sẻ với nhau trong nỗi buồn đau mất mát này, và chúng ta xin Chúa thương xót chúc lành cho tất cả chúng ta. Oh!
từ từ đó ông ơi, để cho mình ghi bác mai bác đi từ từ để cho bỏ ra cái máy nhá. Cái này cho cái cấu này nhớ y phục trong hàng nha. Tiếp đến gia đình anh chị Hùng Mai rồi mà sẽ mặc tôi tiếp đến hai cái năm gia đình anh chị Phương Cường tiếp đến gia đình anh chị Hạc Quan tiếp đến gia đình anh chị Thịnh Quyền con nhận xong con bắt lên cho tên nó con trả vũ cho em gia đình anh chị Chính Phúc tiếp theo gia đình Châu Châu tiếp theo gia đình của hai cháu chúng ta tiếp đến gia đình nhân sĩ Phật Thảo cháu Hạnh trưởng Nam nên khi cũng đang trao cho mẹ Trần Quang Thiên Liêm xin được mời gia đình cháu Hà Thi Hà con Hà Quang Thiên Liêm con tiếp đến gia đình Thư Thí Bổng cảm ơn tiếp đến gia đình Du Nhĩ Duy tiếp đến gia đình Du Thiết Tịch đúng không đúng không gia đình Vũ Thị Quyền nếu chưa có thì cũng phân hình ra đi tiếp đến các cháu qua thì luôn cháu Huấn, cháu Liễu, cháu Mà có ai nhìn thấy đây không? Không có ai thì xin được dành thần lại tôi xin được thay mặt Nam Quyết nhắc nhở như thế này các con tâm trí của con này của bác là các cháu mặc y phục trong tang có liên mạc và có áo màng còn những người mà được phát tang thì chúng ta đâu thì độ không được phát vai tôi ghi nhấn mạnh được cái điều này là phải đốt khăn tang lên trên đầu cho đúng phải chép không được lấy phát vai hoặc quàng cổ xin cảm ơn đối với ông. Chúng tôi cũng đến đây để gửi lời phân ưu chia buồn với bà, với gia đình Trang Hiếu, cũng như
tất cả con cháu trong tang hiếu của ông. Quyền chi mẹ Maria nâng đỡ mỗi người chúng ta trong cơn gian nan thử thách này. Tha thứ tất cả lời ăn thiếu sót của những người chúng ta, để thay vì chúng ta. Tất cả những năm tháng đó, ông đã sống tận tình với gia đình, cũng như chúng ta, những người chúng ta trước đây, chúng tôi bây giờ. Giờ đây chúng tôi chia sẻ những niềm thương mất mát đó, và chúng ta cùng canh vào quyền lực của Thiên Chúa Kitô phục sinh. Ngài ban Thiên Chúa cho con sớm được Chúa tha thứ và đoàn tụ trên Thiên Quốc. Vậy ở đây tiếp theo là một người quán nhà chúng tôi cùng Chúa nhận lời
20 năm vừa qua, kể từ ngày ông bà và anh chị chúng tôi đây lên nghĩa thông gia với nhau, Chúa ban cho tình cảm thông gia giữa hai gia đình luôn bền chặt, son sắt và thường xuyên ông bà lui tới thăm hỏi anh chị chúng tôi. Hơn 1 năm trời nay, khi người anh của chúng tôi bị cơn bạo bệnh trên giường bệnh, ông bà đã thường xuyên lui tới thăm hỏi, cầu nguyện và động viên an ủi gia đình. Ngày hôm nay Chúa đã gọi ông anh của chúng tôi về. Ông bà và đại gia đình đã thân hành đến đây. Đặc biệt trong cơn dịch bệnh này, ông bà không quản ngại đường xá xa xôi đến đây để chia sẻ những mất mát đau thương to lớn của gia đình thân quyến chúng tôi. Đã chia dâng những lời cầu nguyện tha thiết lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho linh hồn du xe của chúng tôi. Trước những tình cảm bền chặt giữa hai ông bà và anh chị chúng tôi, trước những cái sự giao hảo, cái tình thân nghĩa thiết đó, rồi ngày hôm nay với những nghĩa cử cao đẹp này, gia đình chúng tôi xin được trân trọng ghi khắc trong lòng và xin Thiên Chúa thứ nhất chúc lành cho cái tình thông gia giữa ông bà và anh chị chúng tôi luôn được bền chặt. Mặc dù anh tôi đã khuất đi, nhưng tình thông gia của ông bà và anh chị tôi luôn là một mẫu gương cho con cháu về sau này theo đó mà sống với nhau cho chan hòa xứng với đạo làm con Thiên Chúa. Ngày hôm nay kính chúc nghĩa cử cao đẹp của ông bà và đại gia đình chúng tôi, xin chân thành ghi ơn, một lần nữa xin chân thành ghi ơn và xin Thiên Chúa và mẹ Maria ban lại trên ông bà và đại gia đình những ơn lành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như thái sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa. Con dương giúp con cái biết theo đạo này. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha ở nơi đâu? Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà. Đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo chu toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như thái sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về hương lòng thánh nhân bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dưỡng dưỡng con cái. Hãy subscribe.